Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YK Avenger. Thì hôm nay mình rất là hào hức. Đó là các bạn biết gì không? Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch hồng giòn, cây hồng giòn của nhà mình. Trong năm nay là năm đầu tiên, nhưng mà mua từ cái chỗ cô chủ trồng cây thì nó đã rất là lớn rồi, đã quả rồi. Thì năm nay là năm mình được thu hoạch hồng tại nhà lần đầu tiên. Cây hồng ở trước nhà của mình á, thì lúc trước mình đến là được 17 quả. Thì để bây giờ mình hái thì xem là coi nó được bao nhiêu quả. Hồng nhà mình trồng á, thì quả nó không được to lắm, quả nó cỡ như thế này thôi. Đó, nhưng mà mình nghĩ là trong này sẽ rất là ngon và ngọt. Đó là mình nghĩ. Để chút thử xem. Bên này có quả này to này. Rất may là đợt này là chưa có quả nào đi chim ăn. Vì năm nay là năm đầu tiên mình cho xuống đất, cho nên là mình giảm để lại nhiều. Với cái cành cây nó còn nhỏ quá, sợ nó gãy. Mong là năm sau á, hồng sẽ ra được nhiều quả hơn. Đây có quả bư này. Rồi, hết rồi đó ha. Rồi, hết rồi. Đây, để mình đếm lại xem ở trước nhà coi có bao nhiêu quả nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 quả. Quá hợp lý. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra sân sau nhà mình hái thêm một cây hồng nữa. Cây hồng này thì tụi mình mới vừa mua, nhưng mà nó đang nằm trong chậu, nhưng mà quả nó bự lắm, có nhiều quả nó khổng lồ nữa đó, chưa từng thấy luôn. Rồi, bây giờ mời mọi người theo chân mình nha. Mình xin giới thiệu với mọi người, đây là cây hồng, quả hồng siêu to siêu khổng lồ mà mình mới mua cho vợ mình đó. Cây này á, cô chủ trong cây là chỉ giữ lại một quả trên cây thôi, nhưng mà hôm trước có một quả chín, cho nên là mình hái ăn trước thử xem thôi. Rất là ngon nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ hái 3 quả còn lại, xong rồi cho so sánh cho mọi người xem thì sai khác nhau như thế nào nhá. Rồi, mình cho mọi người xem cái kích thước của hai cái cây hồng này nhá. Đó, đều cùng là Fuju, hồng giòn hết. Đó, nhưng mà cái cây mình đã xuống đất này, trong năm đầu tiên là bị mất sức này. Thì quả nó ra như thế này này, là quả trung bình này. Còn cái cây mà ở trong chậu khỏe mạnh này, nó ra cái quả khủng bố chưa. Đây, nhìn đã chưa, mình cho mọi người xem này. Đó, nhìn quả đà luôn. Để chút nữa mình thử cắt ăn thử xem, nhưng mà mình nghĩ là rất là ngon luôn. Đó, tại cái này trong cái nhà mà. Rồi, cho mọi người xem lại thành quả gì ở trong mình ngày hôm nay đi thu hay không ở nhà. Đó, rất là vui rồi, rất là hào hức. Mình đã lấy ra hai quả cây này ở phía trước nhà mình, còn cây này thì trong ở trong chậu mới mua về. Đó, thì hai quả nhìn rất là khác biệt. Thì bây giờ mình cắt thử ra hai quả này ăn thử xem cây nào ngon hơn và coi là nó có ngọt không nha. À,
Bây giờ mình ăn cái quả nhỏ trước nha. Đó, nhìn nhà trong này. Nó mềm luôn. Nó giòn nữa. Rồi. Ngọt như đường vậy á. Ngon lắm ạ. Ngon. Chưa bao giờ ăn hông ở nhà trong hết á. Ngọt ngọt. Quả này có hạt nè. Quả vừa rồi cũng có hạt. Quả này cũng ngọt, nhưng mà nó không được đậm bằng cái quả này, thấy không? Các bạn nhìn này, cái màu nó cũng hơi khác đúng không? Bên này đậm hơn tí, bên này hơi nhạt. Nhưng mà so với mình mua ngoài chợ á, thì như thế này là đã quá ngon rồi. Nhà mình còn quả nào mà mua ngoài chợ nhé? Còn không? Để lấy cắt thử cho mọi người xem nhé. Đây, mình mới lấy được một quả hồng hôm trước mới mình mua ở ngoài chợ. Đó, thì cái quả này cái kích thước của nó cũng bự lắm so với cái cây ngoài vườn mình này. Đó, và có khi nó còn to hơn nữa. Mà hồng ở ngoài chợ nhá, nhưng cái vỏ rất là đẹp luôn này. À, này là cái sự khác biệt này. Mình cho mọi người xem này. Cái này là cái hồng trong ở nhà nhá. Còn cái này là cái hồng ngoài chợ này. Thì mình chưa cân án á, là mình đã thấy á, là cái này là con xanh đây này. Tại vì người ta hái bán mà, thế nên người ta phải hái từ lúc con xanh á, mà để tới được tay mình á, thì mình nghĩ là cũng khá lâu rồi đấy. Đó, còn cái này mình ăn chín cây này. Đó, bây giờ mình ăn thử nhá, nhưng mà mình không nghĩ là nó sẽ ngọt đậm như cái quả này hay là cái quả nhỏ này. Mình ăn thử. Nó có cái vị ngọt nhưng mà nó chát lắm, nó có vị chát và ngọt, nhưng mà nó, nếu mà nói về cái đồ ngọt thì nó ăn bằng cái này, còn nếu mà so với cái quả nhỏ này á, thua xa luôn. Không bằng. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thử lại cái quả nhỏ lần nữa. Ăn quả này kìa, cái vị ngọt ở trong cổ nó đà ghê. Rất thích luôn á. Nếu năm sau mà cái cây này mà cho xuống đất là tuyệt vời này. Đó. Mình ngọt ngon nhưng không bằng cái này. Đó. Hôm nay mua ngoài chợ. Cái này thì giòn hơn. Tại vì là kiểu nó còn xanh nhé. Hai cái kia cũng giòn bằng ngày này. Nếu mà các bạn mua ở ngoài về á, ăn cái quả hồng ngoài chợ là ăn như thế này á là thấy ngon rồi. Đó. Nhưng mà khi mà ăn cái trái hồng mà mình so sánh trực tiếp ấy nè, thì cái cây hồng ở nhà á, ăn rất là ngon, rất là sướng luôn. Đó. Thì nếu mọi người á, nhà ai mà có điều kiện có đất để mà trồng cây ăn trái á, thì mình khuyên là mọi người nên trồng từ 1 đến 2 cây hồng ở nhà để tới mua có quả hồng này ăn. Những ai mà thích ăn hồng nha, có quả hồng giòn này ăn rất là thích luôn. Đó, thì nếu ai mà muốn
mua cái hồng này á, muốn biết địa chỉ mua ở đâu thì nhớ comment ở phía dưới cái link YouTube của tụi mình trong cái video này á, để mình biết, mình chia sẻ cái địa chỉ rất là tin tưởng mà tụi mình hay mua cây ở đó. Thì các bạn tới các bạn xem cây, nếu mà thích cây nào thì mua cây đó, rất là nhiều cây, nhiều loài cây ăn cải Việt Nam luôn đó. Thì nếu hôm nay có dịp mình sẽ tới đó, mình quay video cho các bạn xem là ở chỗ đấy bạn có bán những cái cây gì, cây ăn cải như thế nào. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người cảm thấy video này hay thì nhớ like, share và comment chia sẻ cho YouTube của tụi mình với nhá. Tụi mình là Wild & Cây Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.